chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn những cái kiểu đàn ông mà không nên yêu để các bạn đỡ tốn thời gian thanh xuân của các bạn vào những người mà không đáng, để rồi sau đó là các bạn sẽ chia tay hoặc sau đó các bạn sẽ yêu một thời gian dành tình cảm rồi chia tay, thì thực sự là nó là lãng phí thanh xuân. Mà nếu mình biết trước rồi, mình tránh thì mình sẽ đi đến ngay cái con đường hạnh phúc của mình, đúng không? Đây là những kiểu đàn ông mà các bạn không nên yêu. Kiểu đàn ông đầu tiên đó chính là những người đàn ông nói thì rất là ngon ngọt trên mạng nhưng chưa bao giờ có những kế hoạch để gặp các bạn hoặc là có những kế hoạch tương lai cho các bạn. Đây là một kiểu đàn ông điển hình mà thường là những người đàn ông mà các bạn quen trên mạng ấy. Họ nói rất hay, nói rất ngon, rất ngọt, vẽ cho các bạn một cái tương lai màu hồng, cho các bạn biết rằng anh ấy yêu các bạn như thế nào, anh say đắm em ra sao, em quan trọng với anh như thế nào, nhưng không bao giờ có một cái kế hoạch tương lai cho các bạn cả, không bao giờ nói về tương lai của các bạn, và thậm chí còn không hề có cái ý định là sẽ gặp các bạn luôn. Vậy thì đây là cái kiểu người mà các bạn phải tránh ngay từ đầu, bởi vì mình biết rằng có rất nhiều cô gái bây giờ thì quen một người đàn ông trên mạng. Đương nhiên quen trên mạng nó là cái rất bình thường, không có gì sai trái và rất đúng đắn, nhưng chúng ta cần phải biết và nhận biết xem đâu mới là đời thực, đâu mới là một người đáng để tin cậy. Bởi vì các bạn quen nhau thế nào cũng được, các bạn gặp ở ngoài cũng được, các bạn gặp trên mạng cũng được. Quan trọng là một khi mà các bạn tình cảm đã tiến tới một cái mức độ nhất định thì các bạn sẽ có kế hoạch để các bạn gặp nhau, đúng không? Và gặp nhau các bạn sẽ có kế hoạch nếu mà anh nói là anh yêu em hoặc là em nói là em yêu anh, thì tất nhiên chúng ta sẽ là mối quan hệ yêu đương và chúng đương nhiên nó sẽ phải có một cái tương lai, chứ không phải là chẳng có kế hoạch gì cả, cứ yêu nhau như thế này thôi, cứ chỉ nói yêu nhau cho nó sướng miệng ở trên mạng thôi các bạn. Thực sự rất nhiều người có cái thói quen đấy, họ trên mạng cứ nói yêu cho nó sướng, cho nó thỏa mãn cái cảm xúc mà mình được yêu thôi. Thậm chí có những bạn thì bị lừa, có thể những người đàn ông mà trên mạng ấy, người ta có gia đình rồi hoặc có người yêu rồi, đôi khi người ta buồn, người ta chán, cái thứ lạc danh ở trên mạng ấy, xong rồi người ta nói chuyện để hòng là có một ai đó sẽ yêu thương mình, sau đó cho họ cảm xúc tuyệt vời, là ảo thôi, họ cũng không muốn thật. Cho nên các bạn phải thực sự cẩn thận, đây là kiểu người mà các bạn không nên yêu đâu và dành tình cảm đâu. Đặc biệt là những cô gái trẻ khi mới bước vào tình yêu thì hay bị rơi vào những tình cảm như thế này. Kiểu đàn ông số 2 mà các bạn không nên yêu và dành tình cảm, đó là kiểu đàn ông mà đang nói chuyện bình thường với các bạn, tự dưng phải đến 5 ngày, 7 ngày, thậm chí 2 tuần, 1 tháng sau mới lại nhắn tin lại cho bạn. Xong rồi lại coi như mọi thứ đang bình thường, không có gì đang xảy ra cả, lại nói chuyện bình thường thôi, mặc kệ cho cảm xúc của các bạn. Trước đấy ôi, tự dưng mình đang nói chuyện 5 ngày, 7 ngày chẳng liên hệ gì, cũng chẳng nói chuyện gì, không trả lời lại, ví dụ thế. Thì đây đích thị là một người đàn ông không nghiêm túc với bạn rồi các bạn ạ. Các bạn phải nhận biết được điều đó. Khi mà các bạn đang quen một người mà mọi thứ nó rất bình thường, chẳng làm sao cả, 5, 7 ngày sau, 1 tuần sau, 2 tuần sau, thậm chí 1 tháng sau người ta mới nhắn tin lại cho các bạn, xong rồi chẳng có xong rồi lại cứ như bình thường ấy, thì điều đó chứng tỏ điều gì? Bạn không phải là một cô gái duy nhất trong mối quan hệ đấy, anh ta có người khác, hoặc anh ta đã có vợ có con, hoặc là anh ta đang có rất nhiều người khác chứ không phải chỉ một mình bạn. Hãy nghiêm túc để nhìn nhận cái vấn đề này và đừng để mình bị sa vào cái hố sâu của tình cảm mà mình chưa từng thấy một cái hành động gì cụ thể, mình chỉ nghe người ta nói thôi nhá. Kiểu đàn ông số 3 mà các bạn không bao giờ nên yêu, đấy chính là một người đàn ông đang có người yêu, mà đặc biệt lại đang có vợ nữa, thì các bạn đừng nên xen vào đấy. Nhiều các bạn có cái tâm lý như thế này, các bạn gặp một người đàn ông rất đẹp trai, giàu có, cũng là gu của các bạn thích, nhưng mà anh ấy phải một nỗi là anh ấy có người yêu rồi, thế là các bạn cứ ôm trong mình một cái suy nghĩ là ồ, mình sẽ chờ anh ấy, mình sẽ chờ đến khi mà anh ấy chia tay với người yêu rồi, xong rồi anh sẽ nhận ra mình là tình yêu đích thực của anh ấy và anh ấy sẽ yêu mình. Đừng các bạn ạ, đừng bao giờ có cái tâm lý như thế, bởi vì đứng với tư cách của một người mong những điều tốt nhất cho các bạn thì mình thấy rằng các bạn xứng đáng. Các bạn xứng đáng đứng ở vị trí ưu tiên chứ không phải là ở vị trí dự bị như thế. Các bạn đối xử với mình như thế chính là các bạn đưa mình vào cái tình huống dự bị. Chẳng tội gì mà đối xử với mình như thế cả. Lúc nào trong mắt mình ấy, các bạn cũng là những người tuyệt vời nhất. Các bạn là người xứng đáng nhất. Bởi vì các bạn được sinh ra với những giá trị ở trong các bạn. Các bạn phải ý thức được cái quyền lợi và cái giá trị của mình như vậy. Ai có thể đối xử với các bạn không tốt, các bạn không được phép đối xử ngược đãi với mình. Các bạn phải biết rằng mình, một khi đã không yêu thôi, đã yêu, mình phải là một người mà được đứng ở cái vị trí ưu tiên, được là quan trọng, chứ mình không bao giờ đứng ở vị trí dự bị để chờ cơ hội đâu. Không, đừng đối xử với mình như thế. Các bạn cũng có thể không đồng ý với quan điểm của mình, nhưng đây là cái điều mà mình thực sự mong những cái điều tốt nhất đến với các bạn. Đứng ở với cương vị của một người, nhìn thấy giá trị của các bạn và nói cho các bạn biết, đời, trên đời này có rất nhiều người đàn ông tuyệt vời,
các bạn cũng là những người tuyệt vời. Nhiều lắm, tội gì mà phải đứng đấy dự bị, đúng không? Mình xứng đáng được trân trọng mà. Tại sao các bạn nghĩ rằng người kia được trân trọng còn mình không được trân trọng, mình vẫn chấp nhận thế? Không, ai không trân trọng mình, chính mình đầu tiên mình phải trân trọng mình cái đã. Thế cho nên đừng có yêu đơn phương hay là yêu hay chờ đợi một người đàn ông đang có người yêu rồi. Đừng, các bạn xứng đáng nhiều hơn thế. Chẳng tội gì mà đối xử với mình như vậy cả. Mình là ưu tiên số 1, hãy biết điều đó. Kiểu đàn ông số 4 mà các bạn không nên yêu đó chính là người đàn ông thay người yêu rất nhanh. Các bạn ạ, đây là một kiểu đàn ông mà các bạn cũng thấy rằng không nghiêm túc trong tình yêu. Cho nên là nếu các bạn thấy rằng ôi, qua một thời gian quen anh ấy, mình cũng biết là trước đây anh ấy cũng yêu khá là nhiều cô và cũng thay đổi khá là nhiều, thì tốt nhất là những người như này thì mình cũng nên tránh. Bởi vì thực sự với các bạn, một người yêu chân thành, yêu nghiêm túc ấy, họ không dễ dàng để bắt đầu một mối quan hệ, họ cũng không dễ dàng để kết thúc một mối quan hệ. Cho nên họ sẽ không dễ dàng để yêu một người mới. Cho nên mình nghĩ rằng các bạn con gái cũng nên cẩn thận với kiểu người đàn ông này. Tốt nhất là mình khi tìm hiểu một người, mình tìm hiểu cho kỹ xem anh có hợp gu với mình không. Mình là một người mẫu người nghiêm túc mà, đúng không? Nghiêm túc trong tình yêu thì mình cũng nên tìm một người cũng có cái tư tưởng giống như thế, chứ đừng tìm những người mà người ta thay người yêu như thay áo ấy, rồi lịch sử tình trường quá là hoành tráng rồi. Thì thực sự là nó không đảm bảo cho các bạn một cái tương lai là một cuộc tình hạnh phúc. Bởi vì mình biết điều gì? Mình biết là mình nghiêm túc, mình xứng đáng với một người nghiêm túc với mình. Đôi khi có thể các bạn sẽ nói với mình là có nhiều chàng trai ấy, chơi rất là nhiều, yêu rất là nhiều cô gái, xong rồi đến khi gặp được cô gái định mệnh của mình thì lại chung thủy, đúng không? Có, cũng có đấy, nhưng mà hãn hữu lắm các bạn ạ. Hiếm, trên đời này thì không có cái gì là không có thể cả, nhưng mà nó hiếm những cái tình huống như thế. Cho nên các bạn cũng hãy cẩn thận và theo dõi nhá, để biết xem là người đàn ông mà đấy có nghiêm túc trong tình cảm hay không. Việc yêu một người có lịch sử nghiêm túc trong tình yêu nó vẫn tuyệt vời hơn, và nó dễ để thành công hơn là yêu một người có lịch sử tình trường quá là thay người yêu như thay áo ấy, thì nó sẽ không tốt cho các bạn, đúng không? Kiểu người số 5 mà các bạn không nên yêu, kiểu đàn ông số 5 đó chính là những người tán các bạn chỉ để chứng tỏ khả năng đàn ông. Hiện tại thì có rất nhiều người đàn ông có cái tâm lý này. Họ tán phụ nữ đơn giản để chứng tỏ khả năng đàn ông của họ. Biểu hiện của những người như thế này là nói yêu rất là nhanh, nói thích thì rất là nhanh. Xong rồi một thời gian sau các bạn đổ, các bạn được tán, một thời gian sau tán đổ các bạn rồi ấy, thì ta sẽ nói là hay là bạn nhé. Nghe có buồn cười không các bạn? Tán đổ người ta xong một thời gian, người ta đổ xong rồi bảo bây giờ hãy quay về làm bạn. Thế có buồn cười không? Kiểu đàn ông này cũng còn có một đặc điểm nữa là thích đi rêu rao câu chuyện của các bạn với những người xung quanh, để cho người khác biết là ôi vì người đàn ông đấy mà các bạn đã đau khổ như thế nào, xong rồi để những người xung quanh sẽ an ủi các bạn. Ôi buồn cười. Rồi bằng cái cách đó anh ta chứng minh rằng anh ta là một người hấp dẫn như thế nào, đã khiến cho cô gái đấy yêu mình say đắm ra sao. Xong rồi bây giờ quay trở lại làm bạn thì bạn sẽ buồn và nói với người này người kia để người ta đi an ủi bạn. Nghe thì có vẻ là một người đàn ông tốt đấy, đúng không? Nhưng thực tế thì sao? Tránh xa ngay kiểu người này. Các bạn biết rằng các bạn xứng đáng với một người nghiêm túc với mình, không phải là một người tán mình chỉ để chứng minh cái bản lĩnh đàn ông của anh ta. Không, muốn chơi trò đấy hãy đi chỗ khác chơi, ở đây không hoan nghênh. Hãy biết điều đó. Kiểu đàn ông số 6 mà các bạn phải tránh, không nên yêu, đó là kiểu người đàn ông đối xử tốt với tất cả phụ nữ. Có những người đàn ông thì rất là tốt, họ làm bạn thì được, nhưng mà làm người yêu thì không. Bởi vì họ đối xử tốt với tất cả các cô gái, cô gái nào họ cũng tốt ý. Họ ga lăng với tất cả các cô gái nào nhờ cũng giúp ý. Như thế sau này các bạn yêu những anh chàng đấy rất là mệt. Bạn không biết là mình ở đâu trong vị trí của, trong trái tim của anh ấy. Có thể là anh ấy đối xử với mình đặc biệt hơn đấy, nhưng mà mình sẽ không thoải mái với cái việc anh ấy đối xử tốt với quá nhiều cô gái khác, đúng không? Lúc đó sẽ rất mệt, mọi thứ rắc rối, xong rồi cãi nhau, xong rồi mình không được yêu thương theo cái cách mình muốn, mình không được là đặc biệt theo cái cách mình muốn. Thế cho đây cũng là một kiểu đàn ông mà các bạn không nên yêu, bởi vì nó sẽ gây cho các bạn những cái rắc rối là cái thứ nhất. Cái thứ hai là các bạn dễ yêu phải những cái người mà ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng, đi giúp đỡ quá nhiều người, trong khi việc của mình thì đáng nhẽ phải tập trung thì mình đã không tập trung. Và cái kiểu người số 7 mà các bạn nên tránh xa, không nên yêu, đó chính là kiểu đàn ông mà khen những cô gái đẹp mà để bạn biết. Các bạn ạ, việc người đàn ông họ thích xem cái đẹp, họ thích nhìn những cái đẹp. Nói chung không chỉ đàn ông, phụ nữ cũng thế. Phụ nữ cũng thích những cái đẹp, đúng không? Mình cũng ngắm, mình cũng nhìn. Nhưng vấn đề quan trọng là gì? Họ phải biết cách thể hiện. Chứ không phải là nhìn thấy một cô gái đẹp là khen, khen nức, khen nở ấy. Người ta, mình sẽ có cảm giác anh ấy rất là háo sắc, đúng không? Mình sẽ không thích một người đàn ông mà họ có quá quan trọng ngoại hình như thế. Và đặc biệt là có những người đàn ông phải mắc một cái lỗi là ví dụ đang yêu một cô gái này, xong rồi đi kể với một cô gái khác là khen một cô gái khác là xinh hơn người yêu của mình. Mình thực sự không biết là
Các bạn nghĩ gì mà các bạn lại nói như thế, để cho các cô gái bị tổn thương? Trong lòng của tất cả các cô gái ấy, cô ấy luôn luôn muốn mình là xinh đẹp nhất trong mắt người đàn ông của mình. Bất kể là thực tế cô ấy xinh, rất xinh hay là bình xinh bình thường, cô ấy muốn là trong mắt người yêu của mình phải là đặc biệt nhất. Mà không ngờ lại còn từ tai người khác mà nghe thấy anh ấy khen một cô gái kia đẹp hơn mình. Thì các bạn có phải là giết chết cái tình yêu này không? Cô ấy sẽ thấy rằng mình chẳng có gì đặc biệt với anh ấy cả. Cô ấy sẽ không yêu các bạn chân thành. Và bằng cách này hay cách khác, khi có một người đàn ông biết trân trọng cô ấy hơn, cô ấy sẽ thấy rằng mình cần rời xa người đàn ông này. Cho nên với những người đàn ông ấy mà họ thích thể hiện, mà họ cứ hay thể hiện là họ quá trân trọng cái ngoại hình của một cô gái, cứ hay hay khen gái đẹp ấy, thì đây cũng không phải là một kiểu người mà các bạn nên gắn bó lâu dài đâu. Đó là những chia sẻ của mình ngày hôm nay. Mình hy vọng rằng chúng sẽ hữu ích và các bạn sẽ chọn cho mình một người đàn ông mà thực sự phù hợp với các bạn để các bạn có thể đi đường dài. Còn đây là những mẫu đàn ông mà các bạn không nên yêu để rồi mà phí thanh xuân. Bởi vì thường là yêu những người như thế này thì các bạn sau một thời gian các bạn sẽ chia tay, bởi vì không thể đến bên nhau. Cho nên là mình cứ nói trước để các bạn tránh nhá. Các bạn thân mến, hôm nay chúng ta sẽ cùng tư vấn tình cảm cho một bạn trong câu chuyện của chúng ta nhá. Hãy cùng đến với câu chuyện đấy thôi. Bạn ấy có chia sẻ như thế này: em chào chị ạ, em mong chị sớm đọc được tin nhắn của em. Em là một bạn nam, em rất hay theo dõi video của chị. Em bị gay, em không biết tâm sự với ai cả cho đến khi em gặp anh ấy. Tưởng rằng đã có một chuyện tình êm đẹp. Lúc yêu nhau cãi vã lục đục, đương nhiên có. Rồi một lần em nói chia tay với anh ấy, em chặn anh ấy. Sau đó anh quay lại và anh ấy bắt đầu lạnh nhạt với em. Em đã làm theo những gì chị hướng dẫn trên video và bọn em quay lại như không có chuyện gì. Rồi em cảm thấy tình cảm này nhạt dần. Hôm nay em hỏi tình cảm của mình có vấn đề à? Sau một hồi anh ấy bảo anh còn yêu em rất nhiều, nhưng vì gia đình anh ấy buộc phải từ bỏ cuộc tình này. Anh ấy giải thích và em cũng hiểu. Nhưng chị ơi, em còn yêu nhưng không thể đến với nhau, vậy phải làm sao ạ? Em đau khổ quá, nhiều lúc nghĩ đến tự tử, nhưng em mới 19 tuổi, cuộc đời đang dang dở. Nam nữ yêu nhau, khi người nam lạnh nhạt thì người nữ có thể níu kéo, nhưng đây là nam nam. Anh ấy chọn gia đình mất rồi, em đau quá. Anh ấy bảo có lỗi với em nhiều, nhưng anh ấy vì gia đình. Và sau này dù gì cũng chia tay, thôi thì để tình cảm nguội dần đi em. Em không biết phải làm gì chị ạ. Vì em là gay chị ơi, mong chị sớm nhận được tin nhắn của em. Em thân mến, sau khi đọc được tin nhắn của em thì chị thấy một cái sự gọi là hơi tự ti về bản thân mình khi mà em biết là mình là một người gay. Thực ra chị muốn nói với em một cái điều như thế này: điều đó không quan trọng em ạ. Em đã sinh ra trên cuộc sống này, bây giờ cái thời đại của chúng ta cũng rất là thoải mái trong cái việc mà đồng tính, gay các thứ. Em đừng có xem nó một cách quá quan trọng hay là quá nghiêm trọng. Em cần biết như thế này: mình có lý do để được sinh ra trên cuộc sống này. Và một khi em đã sinh ra trên cuộc sống này, em có quyền được hạnh phúc. Bất kể là một người đàn ông hay một người phụ nữ sẽ làm cho em hạnh phúc, điều đó không quan trọng. Quan trọng là em sẽ có hạnh phúc em ạ. Cái đó mới là quan trọng. Nên đừng có tự ti về việc mình là gay. Đừng nghĩ rằng mình gay thì mình không có quyền có một người thực sự yêu thương mình và thực sự trân trọng mình. Cái vấn đề mà em đang gặp phải nó cũng giống với rất nhiều những cặp đôi bình thường khác. Nó cũng không phải là cái gì quá khác biệt cả. Có thể là nó đôi khi nó còn khó khăn hơn một chút, nhưng không sao em ạ. Những cái cặp đôi bình thường khác cũng bị gia đình phản đối mà. Phải đầy đủ, phải là một người đàn ông có bản lĩnh thì mới vượt qua được những vấn đề đó. Ngay cả khi kể cả em là con gái, em yêu một chàng trai, hay là em là một chàng trai, em yêu một cô gái, rồi khi gia đình bị phản đối, cái người kia có vượt qua được hay không, nó cũng phải xem bản lĩnh của người đó. Chứ đừng có đổ tội cho mình em ạ. Em đừng nghĩ rằng tại vì em là gay nên em khổ như thế này như thế kia. Không, đừng nghĩ như thế. Rất nhiều người gay có hạnh phúc mà, đúng không? Xã hội bây giờ đang rất phát triển rồi mà người ta cũng không ai kỳ thị những người gay hết. Cho nên em phải tự tin là chính mình. Hãy tự tin là mình sẽ có hạnh phúc với một người biết trân trọng và yêu thương mình em ạ. Chính cái suy nghĩ của em, cái tư duy của em nó làm cho em hạnh phúc. Em bây giờ đang rất là còn trẻ, mới 19 tuổi thôi. Em nói đúng, không thể nào nghĩ đến cái việc tự tử được. Tương lai còn quá dài, còn quá nhiều hạnh phúc mà em đang cần phải chờ đón và để tận hưởng hạnh phúc nữa chứ nha. Cho nên đừng bao giờ có cái suy nghĩ quẩn hay là muốn tự tử hay gì cả. Đừng bao giờ có suy nghĩ như thế. Em phải biết này, em sinh ra bất kể là con trai hay là con gái, em yêu con trai hay yêu con gái, em xứng đáng có được hạnh phúc cho riêng mình. Em xứng đáng có một người biết trân trọng em, yêu em với tình cảm chân thành, và em sẽ có hạnh phúc trọn vẹn với người đấy. Còn về chàng trai mà em đang yêu, anh ấy nói rằng yêu em rất nhiều,
nhưng anh ấy không có đủ bản lĩnh để có thể vượt qua nó. Thì trong lúc này chị biết là rất khó khăn với em, nhưng em cần phải thể hiện bản lĩnh của mình em ạ. Việc mình ở đấy đau khổ và bảo anh đừng rời xa em, hãy ở bên em, hãy đấu tranh vì em đi, không, nó không có tác dụng. Em không thể làm như thế, bởi vì đó không phải là cái cách mà một người đàn ông sẽ chiến đấu vì em. Làm thế nào người đàn ông mới chiến đấu vì em? Bây giờ việc của em là hãy nói với anh ấy như thế này, vừa nói và phải làm theo đúng cái câu nói của mình nha em nhá. Hãy nói rằng em tôn trọng quyết định của anh, em đã từng yêu anh rất chân thành, nhưng mà em luôn luôn nghĩ rằng em xứng đáng với một người đàn ông dám chiến đấu vì em và chiến đấu vì tình yêu này. Nếu như tình yêu của anh không đủ lớn để làm được điều đó thì hãy quay trở về với gia đình của anh và sống thật hạnh phúc nhé. Em sẽ không bao giờ là một người níu kéo anh hay ép anh phải làm một điều gì cả. Hãy sống theo đúng cái con đường mà anh muốn và em cũng sẽ bước đi trên con đường của mình. Em nhất định sẽ có hạnh phúc với một người biết trân trọng em và yêu thương em. Hãy nói như vậy và bước đi em ạ. Có thể sau khi em nói câu này, người đàn ông yêu em, anh ấy sẽ suy nghĩ lại. Anh cùng với thời gian, anh ấy sẽ thấy rằng mình không thể bỏ lỡ một người yêu mình như thế. Anh sẽ thấy ra rất khó để có thể tìm được một người có thể đối xử với mình với những tình cảm yêu thương chân thành như vậy. Anh ấy phải mất thì anh ấy mới biết cái nỗi đau của sự mất mát, và anh ấy sẽ phải trân trọng điều đó. Còn nếu như sau khi em nói câu đấy, anh ấy cũng đi và không bao giờ liên lạc với em nữa, thì hãy coi như cái mối tình này nó kết thúc rồi, và em phải bước đi để tìm một người thực sự phù hợp với em. Như chị đã nói đấy, cuộc sống của em ra sao là do em quyết định nó, không phải do cái định kiến của xã hội quyết định nó. Em hoàn toàn có thể thay đổi được cuộc sống của mình, có hạnh phúc với một người thực sự yêu thương và trân trọng mình em ạ. Đương nhiên nhiều người xung quanh em sẽ nói là khó, em sẽ thấy rằng tại sao lại khó khăn đến thế, mình không dám thậm chí yêu ai, mình không dám công khai nữa. Không sao hết, bản lĩnh lên. Cuộc sống này đang rất là phát triển, xã hội đang nhìn vào những người yêu đồng tính rất thoải mái, thậm chí rất hỗ trợ, thậm chí rất thương, thậm chí ủng hộ rất nhiều. Em phải cảm thấy tự hào về điều đó, không có gì mà mình phải xấu hổ cả em ạ. Mình có ăn cắp ăn trộm đâu, mình là con người rất chân chính, yêu bằng những cảm xúc rất chân thành. Mình không có làm gì sai cả, mình phải xấu hổ cả. Nhớ nhá, hãy bước đi trên con đường hạnh phúc của em. Hãy biết rằng em xứng đáng, hãy biết rằng bất kể giới tính của em như thế nào, em yêu ai, điều quan trọng là em sẽ có hạnh phúc với một tình yêu chân chính của em, biết trân trọng, yêu thương, nghiêm túc với em, và quan trọng là dám chiến đấu để được ở bên em. Và em cũng phải có cái tinh thần đấy nữa nhá. Em xứng đáng với một người như vậy vì em cũng có tinh thần như vậy. Còn anh này, anh ấy chỉ đang trong cái thời gian mà thử thách với em thôi. Anh có thể là một người đủ bản lĩnh để có cùng em bước đi được không? Nếu anh không thì mời anh hãy cứ bước ra khỏi cuộc sống của em đi. Em sẽ không níu kéo một người như thế đâu. Chị biết là còn rất là trẻ thì em sẽ hơi bị lụy vào tình yêu này và sẽ mất một thời gian để em đau khổ. Nhưng mà hãy cố gắng lên, hãy nghĩ đến một cái tương lai là mình sẽ có hạnh phúc với một người thực sự biết trân trọng mình, yêu thương mình như thế nào. Em sẽ có động lực để bước đi và sẽ có hạnh phúc. Hãy nhớ nhá, đừng bao giờ phủ nhận bản thân mình. Hãy sống thật là chính mình và có hạnh phúc. Hãy nhớ câu nói của chị, mình đã không sống thì thôi, mà đã sống là phải hạnh phúc. Em ạ, bất kể em là ai, giới tính ra sao, không quan trọng, đã sống là phải hạnh phúc. Và đó là cái thông điệp mà chị muốn chuyển đến em nhá. Đương nhiên nói như vậy không phải là chị nói tuyệt đối là anh chàng kia không tốt. Không, cũng có thể là anh ấy là một người tốt, nhưng mà anh ấy không có đủ mạnh mẽ để vượt qua được cuộc tình này. Có thể anh ấy tốt nhưng anh ấy không đủ tuyệt vời. Em ạ, em cần phải biết rằng em phải có hạnh phúc với một người tuyệt vời. Còn tốt thôi thì chưa đủ. Em sẽ có hạnh phúc với một người tuyệt vời, đó là một người dám chiến đấu vì em, dám hy sinh vì em. Và để có một người tốt đẹp như vậy thì em cũng cần phải bồi dưỡng bản thân nữa, để bản thân cũng là một người thật là tốt, biết sống cho tình yêu, biết hy sinh cho tình yêu, biết làm những cái điều đúng đắn tốt đẹp cho người mình yêu. Và hãy nhớ lời của chị nhá, đừng bao giờ níu kéo anh ấy. Níu kéo không có tác dụng, hay thậm chí là đe dọa, hay thậm chí là gây áp lực cho anh ấy. Những cái phương pháp đó nó không có kết quả đâu, cho nên mình không bao giờ được sử dụng những cái phương pháp đó. Mình phải là một người hấp dẫn, mình phải là người có đầy đủ sự cuốn hút để người kia sẽ phải chiến đấu vì mình và mong muốn khao khát được là một người đem lại hạnh phúc cho mình. Thực sự để có một người tuyệt vời như thế, nó cần cái bản lĩnh ở mình rất là nhiều. Mình là người như thế nào thì người ta mới đối xử với mình với những cái tình cảm tốt đẹp như thế, với sự chân thành như thế, với sự chiến đấu mạnh mẽ vì mình như thế. Mình phải là một người như thế nào thì mình mới có được những cái điều đó chứ, đúng không? Cho nên bây giờ mình phải bản lĩnh em ạ.
Và chị hy vọng rằng em sẽ có một cái tư thế tốt nhất trong tình yêu này, tức là em đến với cuộc sống của người em yêu không phải là vì em. Mặc dù với những cái điều tốt đẹp em làm, em sẽ có được những cái điều tuyệt vời nhất trong tình yêu, nhưng em phải có một cái tâm lý đúng đắn nhất khi em bước vào tình yêu á, đó là em muốn làm cho người đó hạnh phúc. Đấy, đấy là cái sự cống hiến của em. Em có sứ mệnh của em là làm cho người em yêu hạnh phúc. Đó là cái duyên mà bọn em đến với nhau, đúng không? Em có cái sứ mệnh đó, chứ không phải là em đến chỉ vì em. Em đến với tình yêu mà chỉ vì em thì em thất bại em ạ. Em đến với tình yêu vì người ta thì em mới thành công được. Em đến với tình yêu của anh bởi vì em muốn làm cho anh hạnh phúc. Em muốn anh có một tình yêu chân thành, đúng nghĩa, mà không ai ngoài kia có thể cho anh cái tình cảm như thế. Em cho anh tình yêu đấy. Còn nếu như anh ruồng bỏ, anh không cần, thì em phải biết rằng có một người tuyệt vời hơn đang chờ em ở phía trước, sẵn sàng hy sinh vì em để có thể cống hiến vì tình yêu này. Em sẵn sàng cống hiến tất cả những điều tốt đẹp mà em có, nhưng điều quan trọng là, nhưng quan trọng là người đó cũng phải xứng đáng với cái sự hy sinh của em nữa, đúng không? Còn nếu người ta không trân trọng, mặc dù mình biết người ta cũng có nỗi khổ của người ta đấy, nhưng người ta không có đầy đủ sự mạnh mẽ để có thể vượt qua người, thì mình biết là người ta không có đầy đủ cái sự trân trọng dành cho mình mà, đúng không? Mình không nói là anh xấu hay anh tồi, không, anh tốt, nhưng anh không đủ tuyệt vời thôi. Và thứ em cần đó là một người dám chiến đấu với em, anh không thể làm được. Và anh cũng không trân trọng cái tình yêu này của em, thì em sẽ phải bước đi. Em phải bước đi để chào đón một người thực sự dành cho mình, dám chiến đấu vì mình và sẽ có hạnh phúc với người đó. Đừng bao giờ từ bỏ, em còn quá trẻ, em còn chưa biết ai mới thực sự là định mệnh của cuộc đời em đâu. Cuộc đời còn rất là dài, cho nên mình sẽ mạnh mẽ để bước đi. Và em phải biết rằng sớm muộn gì mình cũng sẽ có hạnh phúc với một người biết trân trọng mình nhá. Bất kể điều kiện của em ra sao, giới tính như nào, đừng bao giờ để nó hạn chế việc em sẽ đến với hạnh phúc. Chị chúc em sẽ có một tình yêu thật tuyệt vời. Và chắc chắn với những cái suy nghĩ đúng đắn, với cái lý tưởng, với cái niềm tin của em nhất định sẽ làm được điều đó. Chúc em cái điều may mắn nhất nhá. Hôm nay chương trình của chúng ta sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại.